Em tên là Nguyễn Trọng Nghĩa, em đang ở Đồng Nai và em đang 28 tuổi. Nghĩa đang làm gì? Dạ, cái công việc chính của em là em đang sửa khóa. Sửa khóa? Dạ đúng rồi, Khóa gì? dạ khóa nhà, khóa xe, cứ khóa két sắt. Rồi làm cái nghề mở khóa này rồi bao lâu rồi? Ở đâu mà tự nhiên chuyển qua cái nghề mở khóa vậy? Dạ nói chung là đam mê. Thì nói chung là cũng có duyên. Lúc trước em cũng có cái con đường này sửa khóa, là lúc đầu là em cũng trước lúc đó em cũng làm mấy nghề kia, nhưng mà cảm thấy là không vừa sức với hai là không hợp. Thì ba má cũng có giới thiệu cho cái công việc sửa khóa. Học 3 tháng ra nghề thì làm 1 năm đầu á, thì khách người ta mắng vốn, người ta chửi quá. Là về mở không được gì hết Người ta mắng vốn, ngày nào cũng có người ra mắng vốn, thế là nản. Thế là bỏ đi đi xa đi đi thi đi thực hành thì không đi du lịch ở xa, thì có học ông bố nuôi á, cái món nướng, ra đó học về thì cũng mới mở tiệm, nhưng mà làm buôn mở quán bán. nướng nữa. Dạ buôn bán thì 2-3 ngày đầu thì rất là đông khách, nhưng mà về cái vấn đề sau càng ngày thấy chẳng ai. Sao nó truân chuyên dữ vậy, còn hơn là thân gái dậm trường nữa. Hay quá. Thế là bán trong vòng 1 tuần lễ thì cũng tanh bành tái bẹ luôn. Rồi. Thế là đi về, thế Bóc là khóa lại, mở khóa lại. dạ không, đi làm shipper. Xong rồi ba má cũng có khuyên là thôi mày làm cái nghề gì không có hợp đâu, quay lại cái nghề khóa đi. Em Giờ cũng bữa giờ quay lại được bao lâu rồi? em quay lại khoảng 3 năm rồi. Giờ giờ là chuyên nghiệp rồi đúng không? Dạ Giờ làm cái nào là dính cái đó đúng không? Hết bị chửi rồi, hết mắng vốn rồi phải không? chui. Quê em ở đâu? Dạ em đang ở Trảng Bom, Đồng Nai luôn. Sống với ba mẹ luôn. Dạ Rồi mời em gái giới thiệu về mình nè. Em tên là Trịnh Minh Nguyệt, em sinh năm 1993, quê em ở Bình Dương. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Rồi, em đang sống với ai? Dạ em sống với ba mẹ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hài lòng, cũng biết chút xíu gì nấu ăn. Còn điểm yếu của em là hơi hơi bị nóng tính, lại hay quên. Rồi em nghe cái hoạt động của anh này nó truân chuyên như vậy, em có cái cảm nghĩ gì không? Cái con đường mà sự nghiệp của anh nó thăng trầm. Theo em là chị nghĩ là quan trọng là người biết cố gắng, biết lo cho gia đình là được. Nhưng mà em nghĩ giờ là em yên với cái nghề sửa khóa cho em hay là còn đổi nữa? Em làm vì đam mê chị. Đam mê bây giờ là chắc cú chưa? Xác định đam mê chưa? Đam mê lắm này, bỏ Đam ăn mê. bỏ ngủ luôn á. Bỏ ăn bỏ ngủ luôn. Rồi bây giờ khách hàng của em là đối tượng nào? Ăn trộm hay là đối tượng gì? Ăn trộm em không bao giờ em làm. Sao em biết Tại người ta tới, người tại ta là khách hàng, người ta tới người ta đưa em là làm, sao em biết đối tượng đó là đối tượng gì? tại vì em cũng gặp nhiều rồi. Thứ nhất á, là đi mở khóa mà trong cái một dãy nhà trọ mà không có ai hết, mà chỉ có một người đó qua cái biểu hiện nữa. Thứ hai là làm trên cục xà bông, in lên cục xà bông rồi xin gom gì đó rồi đưa ra cho mình làm chìa, là mình không có làm. Vậy em nghĩ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em hả, là biết nấu nấu nướng. Tính cách của em là vui vẻ hòa đồng. Còn điểm yếu là đôi khi nóng tính, với lại lâu lâu cũng có hay hút thuốc. Nhậu nhẹt gì không? Nhậu nhẹt thì cũng có xã giao lâu lâu thôi. Thôi được, nói chung là thanh niên thăng trầm như vậy là giỏi, rèn luyện ha, sau này thành đạt, biết phân biệt kẻ tốt người xấu là được. Có muốn mở gì không, anh đưa anh mở cho. Có trái tim em chưa mở được thôi chị. Đó, mở cửa trái tim người ta mở được hay không, thầy mở khóa được không? Ăn thua người đó. Ăn thua người đó. Rồi tình trường sao em gái? Em có trải qua một mối tình cách đây cũng được gần 4 năm. Lúc đó là quen được bao lâu? Quen gần 3 năm chị. Rồi sao chia tay? 3 năm là cũng dài mà, sao chia tay? Tại vì kiểu như là hai người không quen, không chung quan điểm, với lại người đó không có chí một tiếng, nên là chia tay trong im lặng. Rồi từ đó đến nay sao không tìm được người khác? Cũng có tìm nhưng mà do không hợp nên là không tiến tới được xa hơn. Còn em sao, tình trường sao? Dạ em trải qua 2 mối tình. Thì cái mối tình thứ nhất á, thì có nói chung là còn quá nhỏ. Thứ hai là do cái tính nết của người ta nó cũng không có được hợp thì thôi. Còn cái mối tình thứ hai á, là quen 6 năm. Thì quen 4 năm đầu thì cũng có chia tay, nhưng mà sau này có quay lại á, thì cũng không hợp nhau nữa. Cảm thấy là Gì mà sống quen 6 năm mà không hợp? quen 6 năm nhưng 4 năm đầu á, thì quen trong khoảng thời gian đó 6 năm đó, thì 4 năm đầu thì có chia tay rồi cũng có quay lại. Thì khi mà quay lại đó, thì cũng cảm giác cũng y như cũ, cũng không có cái gọi là cái niềm hạnh phúc đó. Toàn là ấy, nên là thôi chia Làm lý sớm do cho gì nó không hạnh khổ. phúc? Không hợp nhau về cái gì? Là cái Tranh khía cạnh cãi. là từ quan tâm là từ chỉ có một phía thôi. Rồi, thế bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai
người chồng tương lai như thế nào? Người đó phải cao hơn em. Cao nhiêu? 1m7. Là giờ muốn người phải cao 1m7 phải không? Không, em cao 1m67. Em cao 1m67, là em cao nhiêu? Dạ, 1m68. À, hơn được chút xíu, được rồi. Rồi, gì nữa? Người đó không hút thuốc, không nhậu nhạc bê tha. Không có phải nhậu nhạc bê tha mà có hút thuốc. Chút đỉnh, về từ từ được làm sao đó cho anh bỏ được mới là cái tài của mình. Anh nhắm anh bỏ được không anh? Bỏ được em. Bỏ được thuốc chứ phải bỏ được em. Nói được làm được, bỏ được thuốc. Đó, gặp thứ dữ rồi đó, chỉnh sửa liền nha, sửa liền nha. Rồi, cái gì nữa? Yêu cầu gì nữa? Người đó có chí cầu tiến, biết lo làm ăn, kính trên đường dưới. Em thấy anh cầu tiến lo làm ăn không? Chị là còn nể luôn nãy giờ nữa nè. Vậy thôi đúng không? Khỏe ra. Rồi bên đây muốn tiêu chuẩn tìm người như thế nào? Mẫu người của em nói chung là phải biết quan tâm, lo lắng, hiền lành nữa. Đừng có dữ quá. Còn chiều cao thì 1m55 trở lên thôi. Đó, người ta nói ta cao 1m67 kìa. Quá dư luôn rồi đó. Rồi, đây kiếm đi, có ảnh trọng đó. Trời ơi, chọn anh có râu đi, tôi gả anh có râu cho. Đưa hình đi coi. Rồi, ba cô gái này chọn cô nào? Chọn anh nào? Lý do sao chọn anh đó? Là trừ anh có râu ra cái chọn anh đó đó hả? Lý do sao chọn anh đó? Linh cảm em là vậy. Sao không chọn hai anh hai bên? Linh cảm thôi chị, linh cảm. Mình kể tỉ như đúng anh đó thiệt thì có chịu không? Chịu, chị đúng không ạ? À, chị đúng là chịu ha. Rồi, ráng chị đúng đi cưng. Chị cho đúng nha. Đó. Cô nào? Đó là cô này. Sao chọn cô đó? Dạ, theo cái sự linh tính của em. Linh tính? Dạ. Rồi. Thích đeo mắt kiến phải không? Hay sao? Thích cô gái đeo mắt kiến hay sao mà chọn cô đó? Theo cái gọi là thần giao cách cảm. Thần giao cách cảm, để coi hôm nay thần giao có cách trở đôi lứa không nha. Cái này tôi nghi đôi thần giao cách trở quá chứ cách cảm gì nổi. Mời hai bạn nhìn vào cửa trái tim xem hôm nay cái thần giao của cách cảm của mình như thế nào nha. Ta chọn đúng mình rồi đó. Bây giờ mình chọn sai tính làm sao đây? Dạ. Anh thích người đeo mắt kiến em ơi. Chọn cái cô đeo mắt kiến. Em có đeo mắt kiến rồi sao anh? Thôi cái đó cũng không ăn thua. Cô nào chỉ lại? Dạ là cô này. Đó, người ta đã nói cao 1m67 rồi, phải lựa vô cái cô cao nhất chứ. Rồi giờ sao rồi, có quà có tặng không trời? Tặng em. Rồi tặng qua đó. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà nhỉ. Tặng anh kỷ niệm. Mời hai bạn mở quà đó coi gì nè, chị Tường tò mò quá coi quà gì vậy cưng. Bà nó khui quà luôn đi. Bà Mai tò mò nhất thế giới mà trời, cái gì hộp trong hộp nữa vậy? Trong cái đồ này mà mở khóa quá. Bớt bệnh nghề nghiệp đi. Tôi đoán là cái viết hay gì nè. Chị Cát Tường nói đúng rồi đó. Tại sao tặng người ta cái viết? Em hy vọng anh khởi dùng cái viết đó để viết lên trang giấy thì trang sách này. Em sẽ dùng cái viết này để viết lại những bí quyết mở khóa để sau này em đừng có thất truyền. Đúng rồi. Chỉ có Tường là hiểu nhất. Đây là mỹ phẩm làm đẹp ha. Rồi 5 phút sau thì Tường quay lại. Chúc hai bạn ngon miệng. Dạ. Anh có hay lên mình chuyện chơi không? Lên cho nó nói chung gặp anh em, với lại thứ hai là công việc. Dạ. Đi công việc ở trên đó. Là công lên. Việc anh hay đi ở bên chỗ nào? Đi Thủ Dầu Một, thành phố mới. Vậy là chưa lên bên khác nào? Nói chung chưa. Đó giờ cũng khách cần đưa đến đâu thì mình đi tới đó thôi. Em làm văn phòng vậy thì em có được nghỉ mấy ngày? Em nghỉ chủ nhật. Chủ nhật. Và mấy ngày kia vẫn đi làm. Đúng rồi, em vẫn đi làm. Anh dừng đi. Mời anh. Mời. Anh nóng tính là có khi nào đập đồ hay là làm gì chưa? Thường thường nóng tính thì một cái chỗ nào đó gọi là cần cái sự gọi là yên tĩnh á, để mình ngồi cho bớt nóng rồi xong rồi lại thôi. Vậy giữa em, ví dụ giả sử em với anh tranh cãi với nhau thì ai sẽ là người làm trước? Tất nhiên là anh rồi. Anh thì nói chung là anh không bao giờ anh muốn hơn thua con gái. Đúng rồi. Anh là người tiếp người lãng mạn hay là sao? Anh nói chung là con người rất là thẳng tính. Hiền có hiền nhưng mà cái gì ra cái đó. Anh có phải là người hay ghen không? Con người hay ghen là anh có ghen. Nhưng mà khi mà biết được cái nguyên nhân của cái lý do đó thì sẽ không như vậy nữa.
ghen kiểu như là không phải là ghen mù quáng mà. Ghen gọi là biết ở cái phương diện là gọi là người ta có đàng hoàng hay không, hay là ở chỗ ở cái mối quan hệ gọi là đang mập mờ. Nếu mà biết người ta bạn bè trai gái là rất là bình thường, gọi là nhìn vào cái cách hành động đó là mình biết được là người ta có thật lòng hay không. Lúc đó thì anh rất là ghen luôn. Chưa yêu mà lo tính chuyện ghen tuông rồi, thiệt tình luôn á. Ăn tôm chưa? Rồi phải không? Ngon không em? Ngon. Bây giờ đã bàn chủ ghen hả? Sao gì chưa chân vô tới chuyện ghen rồi? Ai ghen, cô này ghen hay bên đây ghen? Em nói chung là không phải cái trường hợp là gọi là biết trong có một cái mối quan hệ á, gọi là rõ ràng là mình cũng bình thường. Còn cái mối quan hệ mà cứ mập mờ rồi rất là bực mình. Bây giờ cái điều quan trọng nhất trong hôn nhân đối với em là cái gì? Là phải chung thủy. Chung thủy. Biết quan tâm lo lắng, gọi là nhận xét là quan tâm là từ hai phía rồi, chứ không phải từ một phía. Nếu bây giờ mà cảm gặp được một đối tượng vừa ý để tìm hiểu nhau thì em mong muốn bao lâu thì sẽ tiến tới hôn nhân? 6 tháng 1 năm. Em thì sao? Em nói chung là ăn thua là ở bên này bên kia thôi. Sao thua mình là đàn ông mình phải đấy, hợp. Nếu hợp thì cũng 6 tháng tới 1 năm chị. Có chuẩn bị gì để tiến tới hôn nhân chưa? Thì nhà cửa thì có rồi. Nhà cửa của ai có rồi mạnh miệng vậy? Của ba mẹ hả? Dạ của ba mẹ. Ba mẹ liên quan gì? Nhưng mà em là con trai một. À, là về về làm dâu phải không? Nên là ở với ba mẹ. Làm dâu đúng không? Dạ đúng rồi. Em có ngại làm dâu không? Không chị. Rồi biết nấu nướng gì không? Đủ xài. Đủ xài. Rồi bây giờ sẽ mời ba mẹ của họ nhà trai vô để có đôi lời phát biểu cho cặp đôi ngày hôm nay như thế nào nha. Dạ mời hai bác vào trong này ạ. Chào con nha. Thế hôm nay nãy giờ cô ngồi cô nhìn hai bạn thì cô có nhận xét gì về cháu gái bên đây không ạ? Thì cháu rất dễ thương đấy. Nhưng mà còn về cách sống rồi giao tiếp với gia đình bên nhà chồng chẳng hạn như vậy thì mong là về cháu thời vui gian, vẻ rồi hoạt bát với gia đình vậy là tốt rồi. Dạ. Rồi bác trai có ý kiến gì không ạ? Con cái nó chịu thì hạnh phúc của nó cũng như là hạnh phúc của bác ạ. Dạ. Rồi em có muốn nói gì với hai bác không ạ? Rủi lỡ biết đâu sau này mình làm con dâu tương lai sao? Coi như ảnh đến đây cũng là một cái duyên. Sau chương trình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Thì bây giờ bác đã lên tới đây rồi thì bác muốn nhìn mặt con dâu của bác. Thì chỉ mong làm sao mà hai đứa con thành đôi là được rồi. Là tốt rồi. Rồi dạ, cảm ơn cô chú ạ. Rồi cũng để cảm ơn cô Cát Tường nhiều nha. Dạ để Tường cố gắng Tường tạo cơ hội thêm bơm thêm xíu nữa. Dạ cảm ơn cô chú, chúc sức khỏe cô chú nha. Rồi bây giờ Tường sẽ cho hai bạn thêm những cái cơ hội để tiếp xúc với nhau, để mình đó, mỗi người bóc một lá bài nha. Mình đọc những yêu cầu trong này mình thực hiện để mình có thể có cơ hội mình tiếp xúc hoặc tìm hiểu hoặc là gần gũi với nhau hơn. Rồi mời bạn trai. Yêu cầu bạn gái nắm tay và hát một ca khúc lãng mạn. Dễ quá mà. Rồi bên nhà gái gì đọc lên luôn đi, lên luôn đi. Yêu cầu bạn nam hãy nắm tay và hát tặng bạn gái. Ủa gì sao hai người bóc giống nhau vậy, thiệt không? Đâu đưa coi. Trời ơi cặp đôi này xứng với nhau quá. Rồi vậy làm một lượt hai bạn ra đây nắm tay nhau mỗi người hát một đoạn song ca cùng nhau. Được không chị? Được, qua đây nắm tay nhau. Có bài nào hát song ca được với nhau không? Anh hát bài nào vậy? Hát bài dạ cũng xứng đôi dữ ha. Đêm Định Mệnh. Hả? Đêm Định Mệnh. Nhưng mà chỉ hát được một khúc thôi. Em không biết, này không biết nhạc. Thôi em hát bài nào cũng được. Rồi. Thôi anh hát đi, có gì em nhắc hát cũng được. Rồi, mời hai bạn. Trong cơn say anh nhớ. Anh đến bên em mà. Trong cơn say anh đến bên em. Chốt quá đi. Cho nghe chơi vơi. Rung quá. Nắm hai tay luôn. Trời, bây giờ nắm một tay rung thì nắm hai tay luôn cho nó thêm là. Sao em gái? Làm lại chơi. Làm lại đi, làm lại. Trong cơn say anh đến bên em nghe chơi vơi điên đảo con tim. Ba mẹ cười dưới kìa. Em cũng quên hết rồi chị. Em cũng quên sạch rồi chị ơi. Thôi vậy thôi, giờ hai bạn nắm tay nhau nói gì đó, trao nhau những lời hẹn thề gì đó, những lời ước nguyện hay là cảm xúc gì đó. Nếu mà chúng ta quen nhau quá, em cho anh một cơ hội thì anh sẽ cố gắng và làm hết sức mình để anh làm cho em vui vẻ và hạnh phúc.
em với anh đến đây cũng là một cái duyên, nên là hãy cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau ở ngoài. Nếu mà chúng ta được thì đến tới hôn nhân cũng sẽ vui và hạnh phúc. Em cũng hy vọng là anh cũng biết cách cư xử giữa hai bên nội ngoại. Đã ứng trên nhường dưới. Đúng rồi. Hay. Tâm đầu ý hợp quá ha. Hai bên bên nào cũng biết nghĩ tới gia đình, tốt quá. Rồi về vị trí cho hai bạn. Nãy giờ cũng nhiều thời gian dành cho hai bạn rồi. À, ăn uống tâm sự nói chuyện gặp người thân luôn rồi. Có dạ. Va chạm luôn rồi nha. Mời dạ. Hai bạn đặt tay vào cái nút bấm này. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm nút. Hẹn hò thì bấm mạnh, không đồng ý mình lấy tay ra. Thế nó khi nào nút nó bị liệt không chị? Ừ, biết đâu nó liệt luôn đó. Rồi. Sao biết được chị? Lanh quá à. Bấm hay không là quyền của các bạn. Chứ đây chương trình không có ai ép hết, chương trình chỉ tạo cơ hội cho mình thôi. Nha. Dạ. Rồi nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Lành quá ha, nói chuyện cũng nhanh, bấm nút cũng nhanh nữa. Rồi, mời hai bạn qua đây. Bây giờ là nắm tay thật sự. Cái này nắm tay của một cặp đôi, còn hồi nãy là nắm tay do chương trình yêu cầu. Một nụ hôn dành cho nhau kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa.